Sau video muốn ảnh đẹp phải hậu kỳ, tôi có nhận được nhiều comment đề nghị hướng dẫn cách hậu kỳ cụ thể. Tôi đã tìm kiếm trên YouTube và thấy rất nhiều YouTuber hướng dẫn hậu kỳ trên Lightroom, Photoshop và cả Camera Raw. Nhưng thường có hai trường phái. Một là hướng dẫn từng tính năng hoặc từng công cụ để bạn biết cách sử dụng. Và hai là sẽ hướng dẫn hậu kỳ từng chủ đề hoặc từng vấn đề, chẳng hạn như cách hậu kỳ ảnh chân dung, ảnh cưới, hoặc cách làm mịn da, cách xóa rát, vân vân. Tôi nghĩ là có một cách tiếp cận khác sẽ phục vụ được nhiều nhu cầu và tổng hợp hơn, chính là tư duy giải quyết những nhóm vấn đề trên một tấm ảnh, ví dụ như về ánh sáng, về màu sắc, về phối cảnh, vân vân. Và tôi sẽ chia sẻ trong một loạt vài video về cách hậu kỳ trên Camera Raw để giải quyết các nhóm vấn đề này. Có 3 lưu ý với các bạn trước khi vào việc gồm: lưu ý thứ nhất, bạn cần phải chụp ảnh bằng định dạng RAW để tối ưu được giải tương phản động của máy ảnh khi hậu kỳ. Đối với các Fujifilm cũng đừng lo lắng về việc mất các giả lập màu phim của Fujifilm trong file RAW, vì hiện nay không chỉ có Capture One cho bạn các giả lập màu này trên file RAW mà cả Camera RAW cũng có tính năng đó. Và cả hai ứng dụng chỉnh sửa ảnh này cho bạn áp bất kỳ giả lập màu nào mà máy ảnh chụp ra tấm ảnh đó được Fujifilm hỗ trợ. Capture One nhỉnh hơn một chút là hỗ trợ cho bạn thêm một giả lập màu phim mà máy ảnh đời ngay sau mới có, như màu Classic Negative chỉ có trên X-T4, nhưng nếu bạn chụp bằng X-T3 thì Capture One cho bạn màu này. Lưu ý thứ hai, Camera Raw cần các bạn cài đặt từ phiên bản 14.0 trở lên để có thể tối ưu được khả năng hỗ trợ của công nghệ máy học hay còn gọi là trí tuệ nhân tạo AI trong việc tìm kiếm vùng trời hoặc chủ thể một cách tự động. Với phiên bản này, Camera Raw đã có thể quản lý được nhiều lớp mặt nạ và cách tích hợp thêm bớt một mặt nạ đã có từ nhiều loại mặt nạ khác nhau. Mặt nạ đúng như tên gọi của nó là một lớp che chắn và chỉ hở những chỗ cần hở do chúng ta định nghĩa, để chúng ta chỉ tác động vào những khu vực hở đó mà không ảnh hưởng tới những vùng khác. Lưu ý thứ ba, Camera Raw thực chất là một loại filter đặc biệt của ứng dụng chỉnh sửa ảnh căn bản nhất trong Photoshop, nhưng cũng giống y chang ứng dụng chỉnh sửa ảnh Lightroom vì đều được phát triển từ công ty Adobe. Trong series video hậu kỳ này sẽ tập trung vào những nhóm trọng tâm nên yêu cầu các bạn đã biết sơ lược về giao diện và tính năng cơ bản nhất của Camera Raw. Tấm ảnh chúng ta sử dụng làm ví dụ hôm nay là một tấm ảnh được chụp buổi bình minh ở đồi chè Cầu Đất, Đà Lạt với máy ảnh Fujifilm X-T2, ống kính Fujinon 12-24mm tại tiêu cự 24mm, khẩu độ f11 và thời gian phơi sáng là 0,50 giây. Qua bản đồ histogram cho ta thấy một vùng rất nhỏ bị cháy sáng, có khả năng không lấy lại được chi tiết nên bức ảnh này chụp chưa thật tốt. Phân tích tấm ảnh cho thấy vùng hậu cảnh là bầu trời quá sáng, không thấy chi tiết. Trung cảnh là đồi quạt gió và tiền cảnh là đồi chè hơi tối, cùng với tổng thể tấm ảnh là thiếu toàn bộ tương phản. Sau đây tôi sẽ chia sẻ hai cách để giải quyết bài toán này về ánh sáng, gồm: cách 1 xưa như trái đất là sử dụng nhóm công cụ điều chỉnh ánh sáng cơ bản của Camera Raw. Cách dễ nhất và bá đạo nhất là chúng ta nhấn giữ phím Shift và có 8 thanh công cụ để chỉnh ánh sáng có khả năng chỉnh tự động sẽ hiện thông báo Auto ngay phía trước. Chúng ta chỉ việc nhấn chuột vào các chữ Auto này để phần mềm tự động tính toán và chỉnh hộ cho chúng ta. Bức ảnh đã giảm được vùng sáng và tăng được vùng tối nhưng trở nên quá phẳng vì thiếu tương phản. Chúng ta có thể tinh chỉnh hơn một chút bằng cách đẩy thêm Contrast, thêm Black. Có tốt hơn một chút nhưng rõ ràng chúng ta chưa thể hài lòng. Tôi sẽ lưu kết quả cách 1 ở đây với tên là chế độ tự động để chúng ta có thể dễ dàng so sánh với kết quả với cách làm khác. Cách 2 là sử dụng các mặt nạ ánh sáng mà mọi người vẫn hay gọi là Luminosity Mask để bóc tách cục bộ từng vùng có cường độ ánh sáng khác nhau và để điều chỉnh theo từng vùng này. Nhóm công cụ Masking gồm 7 công cụ chia làm 3 nhóm nhỏ
từ trên xuống dưới, gồm hai công cụ đầu sử dụng trí tuệ nhân tạo để chọn chủ thể hoặc bầu trời. Nhóm nhỏ tiếp theo gồm ba công cụ đã có từ các phiên bản trước là sử dụng cọ vẽ, đường dốc tuyến tính và hình bầu dục để tạo mặt nạ. Nhóm dưới cùng sẽ tạo mặt nạ bằng phạm vi giải màu sắc và phạm vi cường độ ánh sáng. Để chọn vùng trời, ta chọn mặt nạ Select Sky. Vùng chọn tôi đang để chế độ hiển thị với màu đỏ tím magenta cho dễ nhìn. Tôi đặt tên cho mặt nạ này là bầu trời để các bạn dễ phân biệt. Để lấy được chi tiết và tương phản cho bầu trời, chúng ta có thể giảm độ phơi sáng một chút, giảm vùng sáng highlight một chút, tăng màu đen black, tăng độ trong và giảm mù sương. Chúng ta có thể bật tắt con mắt ở mặt nạ bầu trời để xem xét kết quả trước và sau. Trong tình huống này, chúng ta cần dãy núi ở phía xa, ngay sát bầu trời cũng phải được điều chỉnh tương tự. Chúng ta chọn thêm S và chọn cọ vẽ Brush để vẽ thêm vùng này vào mặt nạ bầu trời. Chỉnh cọ vẽ có kích thước phù hợp để vẽ. Nếu bị lẹm quá, chúng ta có thể bỏ bớt Subtract cọ vẽ khác để bỏ đi những vùng bị lẹm. Giờ thì có vẻ đã ổn hơn. Tiếp theo, để tạo mặt nạ cho vùng tối, chúng ta chọn dấu cộng Create New Mask và chọn Luminance Range, tức là phạm vi ánh sáng. Chúng ta có thể click cái bút vào một điểm trong vùng tối hoặc vẽ một khu vực trong vùng tối trên ảnh, hoặc đơn giản là di chuyển thanh trượt Select Luminance để chọn vùng tối theo ý muốn. Có thể chỉnh thêm thanh trượt mảnh ở phía bên phải để chỉnh chi tiết hơn với độ chuyển của feather. Ở vùng này chúng ta có thể tăng thêm độ phơi sáng một chút, tăng trắng và tăng đen một chút cũng để tạo tương phản. Chúng ta có thể bật tắt con mắt của mặt nạ vùng tối để xem kết quả trước và sau, trước và sau. Có vẻ cũng tạm ổn rồi. Bây giờ chúng ta chụp lại kết quả của cách 2 với tên là mặt nạ ánh sáng và so sánh với cách 1 chế độ tự động. Rõ ràng cách sử dụng mặt nạ ánh sáng giúp chúng ta có thể thoải mái chỉnh ánh sáng chi tiết hơn cho từng vùng và có kết quả tốt hơn nhiều so với cách điều chỉnh cho cả tấm ảnh. Đối với người kỹ tính hơn, khả năng của Camera Raw hoặc Lightroom vẫn còn có nhiều hạn chế so với Photoshop, ứng dụng mà cho phép chúng ta có thể chọn được các vùng hoặc tạo các mặt nạ có phạm vi ánh sáng nhỏ hơn nhiều để điều chỉnh từng chi tiết, từng tí một. Phạm vi của phần 1 điều chỉnh ánh sáng trên Camera Raw đến đây là kết thúc. Tôi sẽ trở lại phần 2 là điều chỉnh màu sắc, sẽ khó và lằng nhằng hơn trong video sau. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian xem hết video này. Chúc các bạn có một ngày nghỉ cuối tuần vui vẻ và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.